Hôm nay các em sẽ tìm hiểu bài 22, cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bài 22 có hai nội dung lớn. Một là mặt trận Việt Minh ra đời. Hai là cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Hai nội dung này các em sẽ học trong hai tiết. Và tiết học ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã. Đó là mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1941. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu phần hoàn cảnh ra đời của mặt trận Việt Minh. Vậy, mặt trận Việt Minh đã ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Có nghĩa là tình hình thế giới và trong nước lúc này ra sao? Lúc bấy giờ, chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba, sau khi chiếm được phần lớn châu Âu. Đến tháng 6 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Lúc này trên thế giới hình thành hai trận tuyến. Một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, Italia, Nhật. Còn trong tình hình trong nước thì ngay từ đầu, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ. Thế nên, trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, thì ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì? Sau khi về nước thì Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị lần 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Bắc Bó, Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Cô mời các em ghi ý thứ hai. Đây là hình ảnh Láng Khuối Nậm, Bắc Bó, Cao Bằng, nơi diễn ra hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Còn đây là Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8. Đây là nghị quyết của hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8. Các bạn hãy cho cô biết hội nghị đã có những chủ trương mới như thế nào. Một, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh đuổi Pháp Nhật. Hai là tiếp tục tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày và thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt Giang, chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Đó là những cái chủ trương mới của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thế vì sao phải thay đổi khẩu hiệu đấu tranh? Vì chúng ta có kẻ thù chung đó là Pháp và Nhật. Việc thay đổi khẩu hiệu đấu tranh sẽ tập hợp được sức mạnh của toàn dân để chống kẻ thù chung là Pháp và Nhật. Và một chủ trương quan trọng nữa của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, đó chính là thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, mà mình hay gọi tắt đó là Mặt trận Việt Minh, vào ngày 19 tháng 5 năm 1941, bao gồm các hội cứu quốc, công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, vân vân. Cô mời các em ghi ý tiếp theo. Vậy thì thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm mục đích gì? Đó là nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. Các bạn có thể xem lại phần này trong sách giáo khoa trang 87. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần hai nhỏ, đó là hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Hoạt động chủ yếu của Mặt trận Việt Minh là gấp rút xây dựng lực lượng cách mạng, nó bao gồm lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị. Đợi khi thời cơ đến sẽ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Thì ở cái nội dung này, các em sẽ về nhà đọc sách giáo khoa trang 87, 88 và 89. Tiếp theo, các bạn cho cô biết vai trò và ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh ra đời có vai trò và ý nghĩa như thế nào?
với vai trò là tập hợp mọi lực lượng vào mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp, Nhật. Mặt trận Việt Minh đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị lực lượng chính trị và vũ trang cho cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ cao trào, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đó là nội dung một la mã của bài 22. Sau đây cô có một vài câu hỏi để củng cố bài. Câu 1. Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? 2. Là hội nghị lần 8 đã có chủ trương mới như thế nào? Và 3. Vai trò và ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh. Các em sẽ xem lại phần 1 la mã của bài 22 nhé. Còn về nhà, các bạn sẽ có hai việc để thực hành như sau. Thứ nhất, đó là học bài 22 phần 1 la mã 1 nhỏ. Thứ hai, đọc và ghi từ trước bài 22 phần 2 la mã. Cô thương chúc các em và gia đình một năm mới bình an và hạnh phúc nhé. Thân ái chào các em.